Có sinh thì sẽ có lão, rồi đến bệnh, rồi đến tử, quy luật của cuộc đời rồi, quy luật của tự nhiên rồi, ai cũng phải trải qua như thế. Thì đến cái tuổi này ai sinh thế? Vâng, đó là quy luật của tự nhiên. Là mình không có làm cái tội gì thì nó khắc đến. Vâng. Baby.